Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin giới thiệu một sản phẩm khác của PMG. Mà phải nói là sản phẩm này hơi tế nhị, mà Kỳ Duyên nghĩ là không phải ai cũng dám mang lên TV đâu. Tuy nhiên hôm nay sở dĩ Kỳ Duyên muốn giới thiệu đến quý vị vì Kỳ Duyên nghĩ đây là một sản phẩm tối cần thiết, nhất là trong vấn đề hạnh phúc gia đình. Thưa quý vị, đó là sản phẩm để giúp trợ những vấn đề sinh lý cho cả nam và nữ. Và sau đây chúng tôi xin giới thiệu một người đại diện khác của trung tâm PNG. Xin mời quý vị chào đón anh Dave. Hi Dave, welcome Hello. To the show. Thank you. Yes. Và thưa quý vị, sản phẩm đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị gọi là sản phẩm Empower for Men. Đây là để giúp trợ giúp sinh lý cho các nam giới. Nhưng mà thưa quý vị, cái sản phẩm này đặc biệt nó có tới hai tác dụng lận. Không phải chỉ là để trợ giúp vấn đề sinh lý mà còn để làm cho quý vị khỏe. Hàng ngày quý vị uống được. Thì để giới thiệu thêm, em xin nhờ chị Nga nói thêm về cái sản phẩm Empower for Men này với quý khán giả. Thưa Kỳ Duyên, là Empower for Men là một loại sản phẩm để cho những đàn ông, quý vị đàn ông, men sử dụng thuốc này để mà duy trì cái sức khỏe của mình là thứ nhất. Thứ hai nữa là duy trì hạnh phúc gia đình. Thành ra nó có tới hai cái function lại phải không? Dạ vâng. Quý vị, là có nghĩa là theo em được biết thì quý vị có thể dùng được mỗi ngày một viên là để cho nó duy trì cái sức khỏe. Còn nếu mà khi nào quý vị cần ân ái thì quý vị có thể dùng hai viên trước đó một tiếng đồng hồ, phải không chị? Dạ vâng. Thực tế ra đó thì đúng như Duyên nói, tức là khi mà mình muốn duy trì sức khỏe và duy trì tất cả những cái ví dụ như thận hay gan của mình, tại vì tất cả mọi thứ mà mình function được là do hai cái yếu tố chính là thận và gan. Cho nên là khi uống một viên đó Duyên mỗi một ngày thì sẽ duy trì được những cái sức khỏe đó. Và đồng thời như Duyên nói là nếu mà hai viên thì sẽ cho người đàn ông có một cái sức ân ái như thế nào để mà hạnh phúc gia đình. Và hơn nữa là nếu mà tùy theo cái sức khỏe, nếu mà sức khỏe những người mà họ chỉ cần có một viên, có những người họ dùng một viên nhưng mà đa số là họ dùng hai viên. Dave, thưa quý vị, Dave chúng tôi gọi như là một người chuyên môn, một người expert. So you're our in-house expert. Let me ask you really quick, what is it about Empower and does it have any side effects? Empower is an all-natural herbal supplement to treat erectile dysfunction. And there is no side effects because there is no chemicals such as the prescription medicine. Okay. Thưa quý vị, Dave nói là tất nhiên cái thuốc này là để chữa bệnh liệt dương, nhưng mà nó không có những cái phản ứng phụ nào vì nó hoàn toàn không có một cái chemical nào, nó chỉ làm hoàn toàn bằng dược thảo thôi. And from what I heard, it's erectile dysfunction, ED, is not just for older men nowadays, right? It's for all ages. That's exactly, what that's true. The research recently showed that it's not just for older men as defined before. Now it's not that, because younger generation are facing the same issue. That's mainly because stress, fatigue, high cholesterol, diabetes. Thưa quý vị, Duyên hỏi Dave là cái mình gọi là chứng bệnh liệt dương đó, nhưng mà nó có nhiều cái, một là 100%, hai là nó đi từ ví dụ bị 20 hay 30, nó có nhiều cái degree. Và theo Dave cho biết, thống kê bây giờ nói cái chuyện liệt dương không phải là cái chuyện mà nó chỉ xảy ra cho những người đàn ông lớn tuổi, mà thật ra nó là một cái chuyện rất thông thường, đi qua các lứa tuổi và nó có nhiều lý do. Có thể vì stress, vì cái lý do tâm lý do tinh thần, có thể vì trong người mình bị did you say diabetes, bị tiểu đường, bị cholesterol. Gọi là bị mỡ, cao mỡ. Nó có nhiều lý do để khiến cho người đàn ông bị liệt dương, nhưng mà đây là có nhiều cái degree. So there's just a wide a range of degree of ED. Exactly. And it's not just, you know, one side is total and, you know. Right. So let me ask you, why is prescriptive drugs not as good as these herbal supplements? Prescription drugs have short-term benefits. It's not for long-term. What it is that you take once, you get the job done. Right. But long-term effect on that is a side effects. Right. And herbal supplements are not like that. They are meant for long-term benefits, to cure the problem altogether. Thì thưa quý vị, ông nói là khi mà quý vị mua những cái thuốc mà được toa bác sĩ đó, thì tuy là nó sẽ, quý vị sẽ thấy nó công hiệu rất là nhanh chóng, nhưng mà thật sự ra cái sự đó nó chỉ có trong một thời gian ngắn thôi. Nhưng mà nếu mà tính về cái thời gian dài về lâu á, thì nó có hại cho quý vị, vì nó có rất nhiều những cái
phản ứng phụ. What are the long-term bad effects if you keep taking these prescriptive drugs? Long-term bad effects are mainly our blurry vision. Uh-huh. And headaches, yes. And irregular heartbeat, which is very common. Wow. Nếu mà quý vị cứ mua những cái toa thuốc mà gọi là prescription drug của bác sĩ cho đó và dùng nhiều và dùng lâu dài đó, quý vị sẽ thấy bị mờ mắt nè, bị tim đập mạnh nè, blurry heart, and what's the other one? Aches and pain. Yes, và sẽ thấy người nó đau nhức. Nói chung là nó bị nhiều những cái không tốt. Còn khi mà quý vị uống cái herbal supplement là dược thảo này đó thì nó hoàn toàn không có một tí gì của những cái side effect đó. Thì thưa chị Nga, em xin hỏi chị, theo những khách hàng của chị mà đã dùng cái thuốc này rồi đó, cái Empower này rồi đó, thì bao nhiêu người nói là nó có hiệu quả chị? Một cái tin mừng Duyên ạ, là hầu hết như tất cả những khách hàng mà họ mua thuốc của Empower của PMG, yeah, thì họ đều có một cái ý kiến chung là mới đầu họ thấy rằng quảng cáo nhiều quá. Họ lại nghĩ rằng là ô chắc là chỉ quảng cáo thôi, nhưng mà thực sự ra khi mà họ dùng rồi đó thì hiện bây giờ tụi mình đã có những người repeat rất là nhiều, và đồng thời họ phải nói rằng họ gọi vào họ khen thực sự trong đáy lòng, yeah, và họ rất vui, tức là họ đã làm tròn cái nhiệm vụ của người đàn ông, và đồng thời họ đã cảm thấy cái sức khỏe của họ nó khỏe mạnh hơn và họ cảm thấy vui vẻ, tươi tỉnh hơn. Thì thưa quý vị, sau đây Kỳ Duyên xin mời quý vị nghe một lời chia sẻ của một khách hàng đã dùng qua cái thuốc Empower này. Thân mến, chào cô Kỳ Duyên. Trang dịp đây tôi báo tin cho cô biết về cái loại thuốc Empower. Thật sự đây là một thành dược. Tôi uống đã một tuần lễ đầu thì thấy kết quả ngay. Nhất là nó bổ sức khỏe cho tôi làm việc không thấy mệt. Thứ hai, trong việc chăn gối tôi thấy khỏe mạnh nhiều tuổi 30. Thứ ba, uống Empower tôi thấy không có phản ứng phụ, nhất là không đi tiểu đêm. Thứ hai là không nhức mỏi, không nhức mình. Thứ tư, tôi đã uống nhiều loại thuốc nhưng mà không thấy kết quả. Hôm nay nhân tiện tôi uống cái loại thuốc Empower, tôi thấy cái tuổi trên 6 tuần mà nó có kết quả rất là tốt. Vậy là hãy các bạn hãy xem đây là cái nguồn an ủi hạnh phúc trong quãng đời còn lại, nhưng đồng thời hãy để trái tim yên nghỉ và điều khiển lý trí để bà xã được hài lòng. Trân trọng. Xin chào anh Đào. Tôi muốn xin phép anh được phép anh cho tôi thâu băng anh trong ngày hôm nay, có được không? Được. Xin chào cô Kỳ Duyên, tôi là Lê Công Đào ở Texas. Tôi có dùng qua cái thuốc Empower, tôi thấy rất là hiệu nghiệm và rất là tốt. Tôi thấy cảm thấy là có feeling, và trong thời gian rất là dài, khoảng là 8 tiếng tới 10 tiếng là ít nhất, tôi rất là hài lòng qua cái việc dùng của cái thuốc này. Đây là sự thân thật của tôi đã dùng qua cái thuốc này. Tôi rất cảm ơn Empower đã cho tôi những cơ hội rất là tốt, vui lòng cho gia đình làm rất là tốt. Mà thưa quý vị, cũng phải nói thêm thưa chị, tất cả những cái người khách hàng mà quý vị được nghe những cái lời chia sẻ, cái testimonies đó, là hoàn toàn do họ tự nguyện. Và họ nói thật, không có script và không được trả một đồng nào hết, phải không chị? Dạ vâng. Yeah. Cái này là cái rất là vui, là tại vì khi mà mình muốn là xem là tận đáy lòng của tất cả những khách hàng họ dùng rồi đó, thì chúng tôi đã select một số khách hàng mà họ mua nhiều lần Duyên. Yeah, yeah. Thì khi mà mình vừa đặt vấn đề là bây giờ anh ơi cho chúng tôi hỏi thăm là chúng tôi có thể lấy cái ý kiến của anh được hay không, thì nói chung là họ rất là vui vẻ, không có một người nào từ chối cả. Và khi mà tụi mình tape họ để mà mang lên cho chương trình, yeah, Kỳ Duyên, thì họ nói với tận đáy lòng và họ đều nhận thức rằng là cái thuốc này nó thật là tốt đối với họ. Đúng rồi, em và nghe, họ rất là vui. Em nghe cái giọng nói thôi em cũng biết là thật rồi.